Hello, welcome to Thái Công TV. Thái Công chào các bạn. Đố các bạn, Thái Công đang ngồi ở đâu? Ngồi ở trong showroom nội thất, hay là đang ngồi trong khách sạn nào, hay là ngồi trong một cái project nào Thái Công đang thiết kế? Nhưng mà câu hỏi đầu tiên là Thái Công đang ngồi trong cái phòng nào? Đây là phòng khách, phòng thư giãn hay là phòng gì? Thái Công nói cho các bạn nghe, Thái Công đang ngồi trong phòng tắm. Đây là phòng tắm của Thái Công, trong ngôi nhà Thái Công ở Sài Gòn. Thái Công biết có rất là nhiều khán giả muốn xem ngôi nhà Thái Công ra sao, chờ một cái house tour. Bởi vậy Thái Công làm mỗi tập chiếu một góc trong nhà của Thái Công. Nhưng mà tập này Thái Công cũng không có muốn giới thiệu cái nhà tắm của Thái Công cho các bạn xem, nó còn nhiều chi tiết lắm. Hôm nay Thái Công giới thiệu cho các bạn 7 chai dầu thơm của Louis Vuitton Thái Công mới vừa mua hôm qua. Và Thái Công thấy ok, sẵn dịp đó Thái Công làm một cái tập đập hộp và giới thiệu dầu thơm. Yeah. So, enjoy the video. So, ở bên đây Thái Công có chuẩn bị chai dầu thơm của Louis Vuitton. Và các bạn thấy đây là phòng tắm của Thái Công thiệt đúng không? Đó bên đó là có hai cái armchair, và ở đây Thái Công đây cái bồn tắm, và ở đây có một cái đèn chùm của Baccarat trên cái bồn tắm luôn. Dạ, nhưng mà hôm nay không phải đề tài Thái Công giới thiệu bồn tắm cho các bạn xem hay là phòng tắm Thái Công ra sao. Cái đó Thái Công sẽ làm một cái house tour, một cái chương trình khác. Nhưng mà hôm nay các bạn sẽ thấy một góc trong nhà tắm của Thái Công. Dạ, các bạn thấy không? Như là cái bồn tắm này đâu có ngồi kế bên cái bồn cầu được. Vì sao? Thái Công cũng đi lặp lại hoài. Cái bồn tắm là một cái chỗ mà chúng ta thư giãn. So, kế bên cái bồn tắm Thái Công để cái đôm này bình thường là Thái Công để một cái mâm trong chổng có xà bông tắm cũng được, hay là để cái nguyên một cái ice bucket của chai champagne, và Thái Công để mấy cái ly champagne đây, và chỗ này hai người tắm được và enjoy. So, chương trình hôm nay không phải là nói về nhà tắm của Thái Công, mà chương trình hôm nay Thái Công giới thiệu 7 chai dầu thơm của Louis Vuitton. Các bạn biết Thái Công xài dầu thơm từ chắc là lúc khoảng 12-13 tuổi. Có nghĩa là Thái Công nói cho các bạn nghe, từ 12-13 tuổi đến ngày hôm nay không có một cái ngày nào Thái Công không sức dầu thơm hết trơn. Thái Công sức dầu thơm, thức dậy tắm xong là phải sức dầu thơm. Cái đó là một cái thói quen, mà trước khi đi ngủ tắm xong sức dầu thơm nữa. Có nghĩa là một ngày Thái Công ít nhất là sức 2 lần dầu thơm. Còn nếu mà Thái Công có meeting thì có thể là mình fresh up một chút xíu. Bởi Thái Công xài dầu thơm giống như là các bạn uống nước suối hay là ăn phở vậy đó. Nó rất là bình thường, nó không có cái gì mà thật sự là đặc biệt hết. Thì nhiều khi Thái Công đọc mấy cái comment mà các bạn chỉ là cách xịt dầu thơm làm sao, rồi đừng có chà trên tay vậy. Các bạn biết không, không có quan trọng gì lắm đâu. Thật sự muốn xài sao nó thơm thôi à. Bởi vì nhiều khi mình mà ít xài quá cái mình thấy nó trịnh trọng, chứ nếu mình xài thường xuyên thì nó rất là bình thường. Mà còn xịt làm sao mình thấy thoải mái. Cái là cái quan trọng của Thái Công, và cái lối sống nó thành những cái đồ này là Thái Công xài từ hồi nhỏ tới bây giờ. Cái video này Thái Công không muốn làm giống như những cái kênh mà chuyên môn review về dầu thơm. Thái Công thật sự chỉ giới thiệu các bạn những cái dầu thơm mà Thái Công vừa mua, mà có vài cái cũng xài thường xuyên và vài cái chưa xài. Và Thái Công muốn kể một cái cảm hứng, một cái hào hứng xài dầu thơm ra sao thôi, cái mùi, cái cảm giác mình ra sao, chứ cũng không phải là Thái Công không phải là ngồi đây là thành cái ông khoa học rồi phân tích ra mùi này sao. Rồi Thái Công nói thật sự là luxury là mình xài là mình thích, mình cảm nhận được, thì cái Thái Công muốn đem cái cảm hứng cho các bạn xem thôi. Và cái chương trình này không phải là sponsor của Louis Vuitton, là ước gì Louis Vuitton cho sponsor thôi đâu, nhưng mà rất tiếc là không sponsor. Những cái chai dầu thơm này Thái Công phải tự mua hết, và Louis Vuitton trả Thái Công một chai này. Thái Công cho các bạn biết luôn cái chai này bao nhiêu tiền. Mỗi chai là 10.400.000 tiền Việt Nam, thì là khoảng 500 đô la. Mà ngược lại thì ở bên Âu Châu á, một cái chai này khoảng chừng 350 euro. Thì ở Việt Nam nó sẽ mắc hơn một chút. Và cái chai mà Thái Công mua thì cái chai lớn nhất của Louis Vuitton là cái chai tới 200ml. Rồi cái chai dầu thơm này là 10.400.000. Ở Việt Nam hơi mắc hơn một chút xíu ở bên nước ngoài, vì ở bên Âu Châu á là một cái chai dầu thơm này khoảng chừng 350 đô la đúng không? Này 350 euro. Còn ở Việt Nam thì 10 triệu khoảng 500 đô la, thì nó mắc hơn một chút. Nhưng mà Thái Công thích cái chai này, nó giống như là
giống như như là một cái đồ để có trong nhà mình vậy đó. Các bạn thấy cái packaging cũng rất là đẹp ha. So cái chai này là cái chai đầu tiên, tên là Nouveau Monde, là tiếng Pháp. Nouveau là mới, Monde là thế giới, giống như là thế giới mới. Thế giới mới. Thái Công có chỉ biết cái bài nhạc của ông Anthony Dvorak, một cái symphony giao hưởng, là cũng là The New World, thế giới mới. Nghe cũng lạ ha. Thái Công thấy cái những cái tên của Louis Vuitton đặt ra với cái dầu thơm đó, nó đem một cho mình một cái thế giới liền lập tức, mình tưởng tượng cái mùi nó ra sao không ta, thế giới mới. Nè, chưa tưởng tượng được. Nhưng mà cái mùi này á, là cái mùi các bạn thấy cái màu rất là đậm. Với là Thái Công lúc mà lựa cái mùi này, Thái Công thấy là cái mùi này là cái mùi đậm nhất trong cái collection của nó. Chắc cái mùi này Thái Công hửi sao đi. Bây giờ mình Thái Công chắc là mình sẽ mở mấy cái này ra hết nha. Bố em mở phụ giùm anh mấy cái này đi. Yeah. Chắc là Thái Công sẽ mở mấy cái chai này hết ra. Và sau đó mình thở. Hả bố? Bây giờ mình mở ra hết đi. Mở nha. Mở ra. So, unpacking. Mấy cái này mình chắc là đi bỏ mấy cái này đi ha. Rồi. So, đây là cũng được đúng không? Ok. Yeah. Mấy cái hộp này đẹp mà. Hay là mình bỏ viết gì vô đúng không? Yeah. Thầy cũng rất là thích packaging. Thôi 7 chai, bữa hôm qua anh mới đi Louis Vuitton. Anh thấy không biết mua chai nào, thấy anh lựa Huy cái nào cũng thích, cho nó hỏi về cái nào thích cứ mua hết. Nhưng mà Thái Công cũng nói cho các bạn biết là ở Việt Nam không có tất cả mọi mùi. Có nhiều mùi Thái Công thấy trên mạng cũng rất là thích lắm, nhưng mà không có. Ồ, cái chai này, cái mùi này thích nha. Swimming pool. Không phải afternoon swim. Bơi buổi chiều để chút mình coi ra sao ha. So, rồi, quá nhiều rác hả? No. Cái mùi này là nó unisex, cái mùi của Vũ đang cầm trên tay á, là xài được cả hai. Còn bây giờ Louis Vuitton nó chia ra hai phần, những cái mùi này có mùi cho nữ và mùi cho nam. Và bốn mùi cái hộp màu vậy á là unisex, nam và nữ xài chung được luôn. Còn cái hộp màu trắng này thì có nam và có nữ riêng. Yeah. So. Axo. Cả biết Thái Công hay dùng cái chữ Axo. Axo là tiếng Việt là gì xem? Vậy. Thì ra vậy. Vậy hả? Vậy hả đúng không? Mà riết mà bây giờ anh thấy nguyên công ty ai cũng dùng cái chữ Axo cho em. Cái chắc chắn là cái chủng nó dễ nói hay sao á. Chừng nào mà Thái Công nói Axo có nghĩa là vậy hả? Bị lây hả? Bị lây. Dạ. So. Ồ, cái mùi đó là mùi cactus, mùi xương rồng. Một chút xíu mình sẽ hửi cái mùi đó. Bây giờ Thái Công sẽ mở hết mấy cái này ra trước. Thật sự một cái chai dầu thơm mà 10 triệu 400 ngàn là thuộc về xà phôn rất là đắt tiền nha. Rất là đắt tiền. Hả bố? So, tiếp tục chương trình, Thái Công đã mở hết 7 chai này ra. Cậu thấy cái chai dầu thơm mà mình để trong nhà tắm, mình thấy nó sướng rồi, nó rất là fresh. Với Thái Công cứ chia đủ khu vực trong nhà tắm theo một cái group ở trên. Group này là toàn là Tom Ford không, group bên đây là Suitudon và Louis Vuitton. Thái Công chắc sẽ để bên trên cái vali Louis Vuitton, cũng rất là đẹp ha. So, 7 mùi. Thái Công nghĩ bây giờ mình sẽ thử những mấy cái mùi mà nhẹ nhẹ trước. Tiên mình sẽ hửi cái mùi nhẹ nhất là chắc cái mùi này. Cái mùi tên là Orage, anh hướng giọng có đúng không ta? Tại cái này là tiếng Pháp. Orage là tiếng Pháp và nghĩa là dòng bão. Dòng bão, ok. Cái này nó chưa có mùi hết tại vì chưa có xịt. Bây giờ, thay không có mấy cái tờ giấy của Sudon cũng để thử dầu thơm á, mình xịt trên đây. Thật sự nếu mà thay không thích nhất là thử dầu thơm là thử trên da. Thì mình xịt trên da là mình hửi cái mùi Thái Công thích nhất. Tại vì trong cái da mình nó sẽ thở, nó có mồ hôi ra, nó có mix. Bởi vì mỗi người có một cái, mình xịt dầu thơm mỗi người có một cái reaction khác nhau. Có nhiều khi Thái Công xịt dầu thơm cái mùi trên Thái Công không có thơm bằng mà Huy xịt nó thơm hơn. Hay là Thái Công thích hửi trên Huy hơn, I don't know. Nhưng mà có nhiều mùi Thái Công thấy xịt trên da thì nó thơm hơn nhiều. Và hôm nay Thái Công thử tới 7 mùi lận. Bởi vậy bây giờ sức tới 7 chỗ, không biết sức chỗ nào luôn. Thôi bây giờ sức trên giấy trước nha.
Thì bình thường á, mình xức trên giấy á, thì trong đây nó có cái alcohol, dĩ nhiên alcohol nó phải nó xông lên, nó phải biến mất một chút xíu, bởi vì người ta xịt giấy và người ta chờ một chút xíu, cái lúc đó cái tinh dầu nó mới đậm xuống và mình mới ngửi cái mùi đó. Bây giờ mình không có hôi liền lập tức. Cái mùi này trong diễn tả sao ta, nó rất là khô, anh thấy nó hơi gắt gắt, nó không có ngọt chút xíu nào hết trơn á. Nó rất là đàn ông, mà nó rất là sang nha, có nghĩa là rất là elegant. Cái mùi này không có quen thuộc của mình. Cái mùi này nếu mà các bạn xài dầu thơm bình thường á, có là nhiều khi mình mua cái mùi này mùi kia, mình hửi vô cái mình nói ô cái mùi này quen, giống như Cool Water, Davidoff hay là Calvin Klein, mấy cái mùi nhiều khi nó cũng hơi giống nhau. Nhưng mình mũi cái mùi này vô á, thay công gắt nó rất là lạ cho cái lỗ mũi của mình. Người nào mà chưa bao giờ hửi thấy nó rất là lạ luôn. Bây giờ thấy không, cảm giác nó không có ngọt, nó giống như có mùi, giống như cái mùi sấm sét đi, giống như sấm sét có mùi giống như là lửa cháy á, giống như mà mình xịt một cái á, nó có cái mùi mà giống như bị thép, có cái mùi thép á, đúng rồi đó. Nếu mình đọc cái tên nó là dông bão mà mình nghe cái mùi này, cái mùi này chắc thay con sẽ dùng bằng ngày. Nó rất là fresh, và nó không có kiểu mà giống như kiểu mà cool water, kiểu mà fresh, mà nó fresh cái kiểu khác. Cái mùi này thích nha, nó tên là Orange. Và cái chai các bạn thấy nó cũng giống như nước mưa hả ta? Có giống nước mưa không ta? Nó hơi đục ha. So. Và thấy không, rất là thích mấy cái chai của Louis Vuitton, hay là tất cả những cái chai mà dầu thơm mà nó chỉ có một kiểu thôi mà nó mùi khác nhau, cũng như là của Tom Ford hay là của Citudon, thì nó là một chai nhưng mà nó mùi khác nhau. Thì thấy không, rất là thích vì mình trưng ở trong nhà nó rất là đẹp, nhìn nó không có messy lắm. So, cái này very nice. Thứ hai, chai này là Meteor. Tiếng Đức là chắc là meteorit. Meteor tiếng Việt là thiên thạch. Thiên thạch giống như là sao xẹt vậy đó. Nếu mà các bạn mà thấy mà ban đêm mà có cái sao xẹt cái là mình thấy là mình có một cái ước mơ, đúng không? Đó là vậy. Là cái này hồi nãy là sấm sét, rồi bây giờ tới sao xẹt, cái này là cái toàn là cái đề tài giống như là thiên nhiên hả? Cũng lạ chứ hả? So, Meteor là mùi gì đấy? Và sẽ không sẽ thử cái màu này thì bây giờ nó hơi tím tím một chút ha, nó xám xám tím tím. Để các bạn ngửi cái mũi ra làm sao. Cái mùi này thấy không, cảm giác thấy nó ngọt hơn cái mùi hồi nãy, nó ngọt hơn nhưng mà nó cũng có một cái khô gắt gắt á, không miêu tả được. Cái nếu mà ngọt thì nó sweet, nó dịu, còn nếu mà nó không có ngọt thì cái công dùng cái chữ cho nó khô khô hơn chút thì giống như là là nó cho cái mùi giống như mùi đá đi. Các bạn tưởng tượng giống như đá mình mài ra, mình đập ra, nó cũng có cái mùi giống như là mùi bột vậy đó, mùi đá vậy đó. Ngộ ha. Dầu thơm bây giờ người ta thiết kế các bạn thấy nó lạ không? Hồi xưa tí dầu thơm là chỉ bông lài, bông cúc, bông hồng. Không, bây giờ thấy không? Hửi vô mình tưởng tượng ra những cái mùi nó rất là khác. Nhưng mà cũng rất là fresh và cũng rất là sang luôn. Ông ba thấy không, cũng chọn cái mùi này, thấy không, thấy cái mùi này rất là lạ. Mà cái mùi này thay công sẽ xài cũng cho ban ngày luôn. Nếu mà so sánh cái mùi này với cái mùi này thì cái mùi này nó khô hơn nữa, nó không có ngọt bằng. Còn cái mùi này nó có một chút xíu ngọt hơn một chút, là cái mùi Meteor. So, và mình sẽ hửi cái mùi thứ ba. Cái nắp này lạ nha các bạn, thấy là nó giống như có một cái cục hít 500 ở trong á, mình để vô nó hay á. Còn mình không có cần dặn luôn á. Very nice. Không biết cái này mình làm hít 500 ở trên cái tủ lạnh được không ta? Cũng đẹp chứ hả? Gắn vô cái mình có nhiều cái notice mình gắn vô tủ lạnh. Why not? Nhưng mà nghe nói là cái chai này là refill được, có nghĩa là các bạn mua ở Louis Vuitton thì mình đến nó refill lại cho mình được. Rồi cái mùi này là Nouveau Monde. Nouveau tiếng Pháp là new, mới, mon là thế giới mới. Thế để coi nó ra sao. Nhưng mà cái mùi này thấy không, nhớ cái mùi nó rất là đậm. Với cái mình nhìn cái màu của cái chai á, mình cũng hình dung ra được cái màu của cái nước hoa á, là cái màu nó đậm hay không.
cái màu rất là đậm đà nha. Cái màu này da có mùi da xì gà, thuốc lá, có mùi da ở trong đây, mùi rất là đậm. Tất cả cái gì mà các bạn tưởng một người đàn ông gentleman style ngồi ở vết và da sách cả táp da, làm business trong nhà băng, dùng cái mùi này rất là hợp. Nhưng mà nếu mà Thái Công dùng cái mùi này chắc Thái Công chỉ dùng ban đêm thôi. Thật sự nó rất là heavy, rất là nặng. Nếu mình ăn tối mà Thái Công buổi tối mặc nguyên một cái bộ tuxedo màu đen thì dùng cái mùi này cũng rất là hợp lý. Các bạn thấy không, thì mỗi cái mùi dầu thơm á, nó cũng phải phù hợp với cái, không phải là địa điểm không, dĩ nhiên phải địa điểm, nó cũng phải phù hợp nữa, hay là thời tiết và thời gian. Thời tiết cũng vậy nữa, nhiều khi thời tiết mà nóng nực á, thì Thái Công sẽ dùng những cái mùi rất là thơm, fresh. Và hôm nay thời tiết nó hơi âm u một chút xíu á, thì Thái Công dùng cái mùi có thể là sấm sét á, giống như là rung 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 rung, cũng hay á. Rồi thế bây giờ mình qua bốn cái mùi bên đây, là bốn mùi special collection, có nghĩa là mùi này là unisex, thì những cái tên nó cũng rất là lạ. Một cái mùi mà Thái Công đã xài rồi, bà Huy có tặng Thái Công cái chai này sinh nhật năm trước. Cái chai này Thái Công rất là thích, nó tên là Afternoon Swim, bơi buổi chiều. Nghe cũng hay nhá, buổi chiều mình ra bơi có nghĩa là buổi chiều là nó mát mẻ hả, xong mình ra hồ bơi mình bơi. Bởi vì mình cái chai này là cũng thấy cái màu xanh nước như nước hồ bơi hả. Đây là cái chai cũ, mà cái chai cũ này á, đặc biệt á, là lúc mà Huy tặng Thái Công á, là có khắc cái chữ TC trên đây. Louis Vuitton có một cái service là người ta khắc tên mình trên chai dầu thơm được, và cái chai này Thái Công với Huy xài chung, Thái Công cũng không có định khắc tên hết, để trong nhà thôi. Nhưng mà lúc mà Huy tặng Thái Công có để chữ TC trên đây. Vậy mình hửi cái mùi này ha, cái mùi này Thái Công rất là thích luôn. Mấy cái mùi này thật sự Thái Công thấy nó thơm nữa mà mình muốn tắm ở trong chổng luôn, thật sự rồi. Xịt rất là nhiều, muốn tắm ở trong đây. Rồi cái mùi này Afternoon Swim. Oh my god, it's so good. Cái này Thái Công gọi là nó rất là yummy luôn, rất là ngon luôn á. Thật sự nó ngọt ngọt một chút xíu, nó ngọt ngọt. Cái mùi này người phụ nữ không dùng được. Được không ta? Thấy không, thấy cái mùi này nó unisex mà thấy không, thấy nó đàn ông hơn. Thực tế mà phụ nữ thì thấy không, nó còn hơi nặng, có nghĩa là nó không có nữ tính lắm nha. Nếu mà nó unisex, thấy không, cảm giác đây là, nếu mà người nữ tính, người chắc người phụ nữ nào chắc cũng phải là mạnh mẽ lớn con á mới dùng cái mùi này, tại vì cái mùi này nó rất, cũng có một chút xíu power ở trong đây. Diễn tả trong đây thì chắc cũng có mùi cam, mùi út, nó có mùi citrus, mùi chanh ở trong đây. Bởi vì những cái mấy cái mùi đó nó mới đem cái fresh được. Nhưng mà trong đây cũng có một cái mùi hơi gắt gắt, nó giống như là có cái mùi Huế ở trong đây có thể, hay là các bạn biết không, Thái Công diễn tả ở đây là Thái Công không có đọc trước trong Louis Vuitton. Trong Louis Vuitton bình thường nó cũng hay cái đề những cái diễn tả trong sao, mà Thái Công không có đọc, và Thái Công không cần biết đọc nữa, vì Thái Công nghĩ mình hửi là mình cứ cảm giác nó ra làm sao và mình diễn tả. Dĩ nhiên nếu mà mình đọc cái đó thường xuyên cũng tốt, là mình sẽ biết người ta diễn tả trong đó có cây gì, bông gì, lá cây nào. Nhưng mà thật sự Thái Công cũng không làm biến lắm, không có ngồi đây mà đọc từ chai trong đây có cái mùi gì. Vậy Thái Công hửi cái mùi mà nó thơm thì Thái Công sẽ xài, và cái mùi swimming pool này thật sự rất là thơm. Hồi nãy giờ nói chung á, là Thái Công thấy bốn cái mùi này á, nó rất là đặc sắc, nhưng mà hình như hửi vô á, nó rất là Louis Vuitton luôn á. Thì tự nhiên nó cũng hơi giống giống nhau, nó khác, nhưng mà nó thành với là một từ một cái gia đình. Thay không thấy nó cái điều đó cũng hay nha, chứ không phải là có mùi, có nhiều công ty sản xuất một cái mùi rồi cái mùi khác nó rất là hoàn toàn khác nhau. Cái mùi này mình thích cái mùi này, và cái mùi này mình cũng sẽ thích theo, nó đi tông xì tông một chút xíu. Thay không nghĩ những cái mùi này có thể là mình mix lại được, có nghĩa là có thể là mình xài cái mùi này với cái mùi này mình xài một lượt được luôn, mình xịt ở bên đây rồi mình xịt ở bên đây, cái nó mình mix lại. Nếu mà mình có khoảng 7 chai gì mà mình, các bạn trộn hai chai này với nhau, hay là ba chai này với nhau, thì chắc là mình có cả chục mùi á. Vì Thái Công rất là thích xài dầu thơm mà còn thích sáng tạo nữa. Bây giờ mua sáng thức dậy là cứ xịt vậy đó. So qua cái mùi này là cái mùi Sanson là gì ta? Sanson là tiếng Anh hay là tiếng tên là chắc là tiếng Anh đúng không? Tại vì đây đã đổi qua tiếng Anh rồi, Afternoon Swim là tiếng Anh, mà trước đây thì mấy cái chai kia là tiếng Pháp. À, xanh là mặt trời, mặt son là bạn hát đúng không? Vậy là hát trong mặt trời á.
Có nghĩa là chắc là buổi sáng hả, thức dậy hả, hay là trong sa mạc mặt trời, thầy thấy nó rất là màu cát nha. Ok, mình đặt cái tên và mình hình dung ra được chút xíu hả, có đúng hay không chưa biết được. Bây giờ thầy con thử cái mùi này. So san song, cái mùi này rất là mùi chanh, rất là nhiều, rất là mùi citrus trong đây. Nó có chanh, có quýt, có cam, một rổ trái trái thập cẩm ở trong đây, rất là nhiều trái fruity, rất là fresh. Tao nghĩ cái mùi này cho phụ nữ xài cũng được. Nó không có elegant lắm, cho mấy phụ nữ lớn tuổi thấy không thấy không phù hợp. Nhưng mà nếu mà phụ nữ mà mấy đứa gái mà trẻ trẻ mà đi tập thể dục á, mà sức cái này là mùa hè đi bể biển, đi xe đạp, đi mua bánh mì, đi mua trái cây, sụp cái mùi này rất là thơm. Dạ. Nhưng mà thấy không nghĩ cái này lớn tuổi thì nó hơi trẻ trung quá, nó là sporty một chút xíu nha. Sporty mà thấy không nghĩ đây là nam với nữ xài được luôn, tại vì nó rất rất là fresh. I like it. So chúng ta còn hai mùi nữa. Mùi này màu hồng. Bắt đầu Vũ mới vừa mở ra, Vũ tưởng cái màu này mùi con gái đúng không? Không, cái mùi này cũng là unisex luôn. Và cái tên này cũng đặc biệt nha, tên là California Dream. California Dream. California, các bạn biết bà Mỹ đúng không? California, cái chỗ mà surfer, skater, trẻ trung, thể thao, một cái cuộc sống tự do, là California Dream, một cái giấc mơ ở California. Thật sự Thái Công với Huy cũng có một cái giấc mơ, nếu mà một ngày đó, nếu mà Thái Công ở đâu, Thái Công cũng rất là thích ở California, thích ở Los Angeles, mà rất là thích Beverly Hills. Vậy một cái ước mơ Thái Công là một ngày đó có thể qua bên Mỹ ở California. So this is also my dream. My dream is California Dream. Và để hỏi cái mùi California Dream là sao, nó có giống giấc mơ của Thái Công không? Cái chai này đặc biệt là nó đổi màu hay sao đó, ở trên đậm ở xuống dưới ha, nó không có một màu. Có lẽ ở dưới đây là nó màu hồng, ở trên đây thì nó mới cái màu nó hơi xám lên, nó lợt lên chút. So mới vừa hửi vô thì nó cũng rất là fruity, citrus. Nhưng mà cái nốt thứ hai á, thấy không, nghe cái mùi nó cũng hơi gắt, cũng như cái mùi giấy đi, mùi cạc tông, mùi giấy đó, cái kiểu nó hơi gắt giống vậy đó. Nó nam tính hơn một chút, nó không có bông hồng ở trong đây, nó không có bông lại trong đây, có nghĩa là thật sự là nam xài rất là thoải mái, không có cái mùi mà ngọt quá, nó không có ngọt, nhưng mà nó không phải là gắt, đắng, đúng không, nó rất là dịu dịu. Đây, cái mùi này là cho nam và nữ xài được luôn. California Dream. California Dream, cái tên cũng hay á. So very nice. Trời, mấy cái mùi này không biết, mỗi buổi sáng không biết xài mùi nào nha. Và cái mùi cuối cùng, cái mùi này là Thái Công hôm qua không có mua, cái mùi này chị Ly tặng. Hôm qua mua có 6 chai thôi, mà cái mùi này chị Ly tặng, bữa nay Thái Công mới mở ra cho các bạn hửi luôn. So Cactus Garden. Cactus Garden, cactus là cái xương rồng hả? Chắc là chị Ly nghĩ Thái Công giống như xương rồng có gai đúng không? Cứ đâm đúng không? Ta tặng cho tôi cái chai Cactus Garden là có ý nghĩa gì chị Ly? So, có nghĩa là cái vườn xương rồng. Nhưng mà xương rồng là nó có mấy cái trái bông xương rồng ăn ngon lắm các bạn. Có cái trái đó mà cái xương rồng mình cắt ra, ta chắc nghĩ là chắc trong có mùi, rất là mùi cây nha. Ta không nghĩ là cái mùi lá cây. Nếu mà nó làm cái chai rất là cây luôn vậy đó. Đúng, giống như là một một cái cây, một cây giống mình hái mấy cái lá xuống mà mình xé nó đi, cái mình nghe cái mùi lá trong đây á, đúng. Hay là cái mùi xương rồng, Thái Công không biết mùi xương rồng ra sao. Các bạn có bao giờ biết mùi xương rồng không? Thái Công chưa bao giờ lấy xương rồng mà chặt ra hết trơn á. Nhưng mà cũng nó rất là fresh. Trong đây cũng có mùi chanh ở trong đây, một rổ chanh, một rổ lá, một rổ hành lá, không hành lá trong đây, ngò cũng không có. Ủa sao mấy cái mùi đó đâu có ai làm hết, có ai làm mà bỏ hành lá ngò chúng ta coriander không, coriander có nhiều người bên nước ngoài ta sợ cái mùi đó luôn. Nhưng mà mấy mùi mint, cái mùi lá Huế thì người ta dùng được. So
cái mùi này cũng rất rất là thơm. Thật sự bảy mùi này thì cái mùi đậm đà nhất là cái mùi này. Cái mùi này nếu mà xài ban ngày thì Thái Công nghĩ là nó rất là heavy. Còn sáu cái mùi này thì các bạn xài ban ngày, ban đêm và ở Việt Nam rất là phù hợp. So, hy vọng chương trình Thái Công giới thiệu dầu thơm các bạn có thấy hay không? Có bằng những cái kênh mà người ta giới thiệu dầu thơm hay không? So, Thái Công cũng thấy rất là nhiều kênh khác cũng đem Thái Công ra và bình luận lại và triết lý. Thank you, Thái Công cũng cảm ơn các bạn đã đem Thái Công ra đem làm thành một cái đề tài. Và có một cái đề tài kỳ trước là Thái Công lấy khăn dầu thơm mà xịt lên khăn ướt á, đem cũng ra một cái đề tài nữa, cũng cái đề tài drama dữ ha. So, không, nhưng mà Thái Công rất là thích những cái trong cái khăn ướt mà mình lau tay á, mình xịt lên á, nó rất là thơm. Mà các bạn biết cái đó, cái idea của ai không? Cái idea của ba Thái Công á. Ba Thái Công là hồi xưa là rất là thích mấy cái khăn có dầu thơm ở trong chổng. Mà chừng nào mà hồi xưa mà ở Việt Nam á, mà gia đình mà đi du lịch cũng như là đi cấp á, đi Vũng Tàu á, thì mama cũng bỏ mấy khăn cuộn lại và xịt dầu thơm và bỏ vô bịch ni lông. Là cách đây khoảng hơn 40 năm trước mà mama Thái Công cũng đã làm rồi. Có nghĩa là khăn ướt kiểu mama. Yeah. Mà các bạn biết hồi xưa là gia đình Thái Công là sản xuất dầu gội đầu với keo xịt tóc ở Việt Nam. Và ba má Thái Công rất là sành điệu xài dầu thơm. Có thể là từ đó ra Thái Công rất là thích xài dầu thơm. Yeah, thank you for watching. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình hôm nay. Và hẹn gặp lại với những chương trình sau. Để xem Thái Công giới thiệu các bạn những sản phẩm gì đặc biệt. Và dĩ nhiên kỳ sau Thái Công sẽ giới thiệu các bạn phòng tắm nhà Thái Công. So, bây giờ anh xài mùi gì ta? Chắc anh xài cái mùi cactus đi. Cactus. Được, bây giờ sẵn đó Thái Công cho các bạn xem Thái Công xịt dầu thơm nha. Dầu thơm với Thái Công xịt trên tay, đây là dĩ nhiên. Ở đây dĩ nhiên, Thái Công dĩ nhiên. Đó, đây đó, rất là nhiều. Xịt cho nó đã, không chứ có phải xịt đếm rồi đếm. Và thật sự Thái Công thích nhất là xịt ở trên ngực người. Có nghĩa là tắm xong ra là xịt trên ngực là và thí dụ xịt ở đằng sau đây cũng đẹp. Thí dụ mà bây giờ xịt xong là Thái Công muốn thêm một hút nữa cái không xịt. Oh my god, so nice cactus. Thank you for watching and bye bye. Dĩ tiên, để đây anh xịt cho em fresh một chút xíu đi, để đây. Chắc cái anh để cho em California Dream nha. Lai đời sữa. California Dream. Da. Bữa anh xịt làm em tốn tiền cho chai tóc à. Dạ bạn anh thích, anh xịt cho anh thích cái người ta thích trên cái bàn tay chỗ này nè em. Anh thích đó, từ thích nguyên cái tay vậy nè. Đó, cái em đâu em cũng thơm hết luôn. Cái mùi này thơm lắm hả? À, sao quay phim có muốn xịt không? À, đâu coi. Đâu thử quay phim lên đây coi. Anh thấy xịt chân em hơi ổn nha. Dạ. Hả? Lên đây. Em hả? Chắc em xịt cái mùi nào mà chắc phải đậm đà chứ. Anh thấy cái mùi của em nó sao ra mùi gì đó. Hả? Thôi anh rửa cái mùi đá chút đi. Cái mùi này có hơi sẹt đá vậy nè. Đúng không? Nó hơi đàn ông chút chứ không? Ok. Đây, anh xịt cho bở em về chứ không rối ủ em đi anh đi đâu từ đâu về vậy. Anh thấy không xịt. Trên nguyên cái cánh tay vậy nè, anh xịt hết cánh tay chứ không bình thường ta xịt có nhiêu đây thôi, anh xịt nguyên cánh tay luôn, từ đây lên đây luôn, rồi anh xịt nguyên cái ngực, giờ ngực trên đây là da, đó, bên đây một cái nữa, đây một cái nữa, đây một cái nữa, thơm không? Thơm. Ủa? Luôn
em cũng bon chen dễ thôi luôn á. Quay phim bon chen, trời Sóc Trăng lên đây mà bon chen dữ vậy đó. Không, okay. Có người nào hợp với Sóc Trăng? Sóc Trăng hả? Thì chắc anh nghĩ cái màu Mitro thì là nãy là cái gì đó, con sao sẹt hả? Sao băng hả? Sao băng đi ha. Hay là em muốn thích đậm đà hơn ta? Hồi cho em bữa nay nó, nhưng mà em người em nó tối tối, da nó đậm đậm thế đó hả? Đúng không? Đậm đà, anh nghĩ mấy cái chai mà nhẹ nhẹ nó hơi nhẹ cho em quá hả? Vậy cho em thử mùi Mitro. Quyên cái ánh tay nha, thấy chưa? Chụp ánh tay đã không? Đó. Sập, có ai sẽ được thơm hao vậy không? Em biết bảy chai này anh xài tích thắc luôn á. Mấy người luôn đi. Mấy người luôn đúng không? Đó, đó. Ở trên ngực cái nè, chút xíu ngực nè. Ồ, đã không ta? Quay phim đấy đó. Thì tắm vậy đó. Đã. Cái mùi nó sướng sao á. Super sướng ha. Đó. Mà cái này nãy mới xịt cái này, bây giờ anh vừa nãy xịt này, anh pha qua bên cái swimming pool cũng được, nó thích quá. Oh my god, so nice. Sao giống xịt phòng mới nha. Yeah. Anh tắm dầu thơm mà. Yeah. Thích lắm hả? Yeah. So, ngày nào mà anh không xịt dầu thơm giống như anh chưa tắm vậy đó. Cái anh tắm rất là sạch ha. Nhà thấy anh tắm cũng toàn là cái Tom Ford nè, Oatwood nè, tắm của xà bông của König Wasser 4711 của Đức nè. So, đó. Yeah. Ok. Yeah.